chấn động. Thầy Tử Vi báo trước, từ nay đến Tết 2025 âm lịch, có duyên biết mệnh, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Lộc trời ban xuống, vận số giàu sang phú quý, gặp may liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, con cháu ba đời ăn không hết của. Xin kính chào quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất thân mến. Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý cô bác anh chị nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Thưa quý cô bác anh chị, cuộc đời của người tuổi Canh Tuất cũng như một dòng sông, khi thì yên bình, khi thì cuộn trào dữ dội. Anh chị đã trải qua biết bao thăng trầm từ những ngày tháng phấn đấu không ngừng nghỉ, đến những lúc chịu đựng sự hiểu lầm, thị phi, hay thậm chí là những lần cảm thấy cô độc ngay trong chính những mối quan hệ thân thiết. Những năm tháng qua, có lúc quý anh chị đã phải tự mình gánh vác những trách nhiệm nặng nề, vừa lo toan cho gia đình, vừa là chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu. Đôi khi, anh chị Canh Tuất tưởng chừng như đã kiệt sức trước sóng gió cuộc đời, nhưng rồi lại tự vực dậy bằng sự kiên cường, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm. Vốn có dù là những nốt thăng hoa hay những lần vấp ngã, người tuổi Canh Tuất luôn biết cách đứng dậy vượt qua nghịch cảnh. Cuộc đời đã rèn giũa một tâm hồn mạnh mẽ, một nội lực đáng kinh ngạc trong bản mệnh. Đặc biệt, từ nay đến Tết âm lịch 2025, vận trình của quý anh chị sẽ có nhiều thay đổi tích cực, không chỉ về tài lộc mà cả về sự nghiệp, sức khỏe và tình cảm. Để hiểu rõ hơn về những cơ hội mới đang chờ đón và làm sao để tận dụng vận may cũng như hóa giải những vận hạn có thể xảy ra, hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy trong video ngày hôm nay. Đây chắc chắn sẽ là khoảng thời gian đầy triển vọng cho người tuổi Canh Tuất. Từ nay đến Tết 2025 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có mệnh trời mách bảo, vận số phú quý giàu sang, tiền tiêu ba đời không hết. Tổng quan tính cách và vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970. Mạng thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế, phú quý, xương con chó, tương tinh con cáo, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Canh Tuất cung ly số này, mạng phần khó dưỡng lúc còn tuổi thơ. Thuận sanh thì đặng mùa thu, mùa hạ quả khắc như cua gãy càng. Đông xuân cũng lỗi số sanh, người thì vất vả gặp điều chẳng may. Sớm ra có bệnh chẳng an, trong mình yếu đuối hoặc là tật chi. Nhân duyên trắc trở buổi đầu, không thì chồng vợ lòng vòng đôi ba. Tiền vận cực khổ lao đao, trở về hậu vận mới an gia đình. Tu nhân tích đức thì may, trời ban phước lộc tiền tài thiếu chi. Đôi nét về tính cách của những người sinh năm 1970 tuổi Canh Tuất. Tuất, chó, là linh vật đứng thứ 11 trong 12 con giáp. Cư dân tuổi Tuất trời sinh tính tình thẳng thắn, trượng nghĩa, căm ghét sự giả tạo cũng như luôn hết mình đấu tranh để chống lại những bất công, đôi khi sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của tập thể. Chính sự khẳng khái có phần anh hùng này đã khiến họ dễ dàng ghi điểm, chiếm được cảm tình và lòng tin của mọi người xung quanh khá dễ dàng. Sinh năm 1970 mệnh gì? Sinh năm 1970 tuổi gì? Sinh năm 1970 hợp màu gì? Người tuổi Tuất không phải tiếp người ưa nịnh nọt, mềm mỏng để lấy lòng người khác. Một khi đã nảy sinh xung đột với một ai đó, họ sẵn sàng phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Nhưng khi sóng yên biển lặng, mọi chuyện đã qua đi rồi thì họ cũng sẽ không để bụng một chút nào. Có thể nói so với những người tuổi Tuất khác thì những chú cún sinh năm 1970 có một ưu điểm nổi trội, đó chính là bao dung. Tuy nhiên, bên cạnh đó họ cũng có một nhược điểm lớn, đó chính là thiếu lòng tin. Dẫu biết rằng họ có thể có được tất cả bằng chính đôi tay của mình, nhưng chỉ cần trên hành trang của họ có thêm sự tự tin, thì những thành tựu gặt hái được hứa hẹn sẽ còn rực rỡ và ngọt ngào hơn rất nhiều. Sinh năm 1970 mệnh gì? Sinh năm 1970 tuổi gì? Sinh năm 1970 hợp màu gì? Cuộc sống, tuổi nhỏ không may mắn, nhưng hậu vận thì an nhàn. Tuổi này con cháu có tấn phát về đường công danh và có thể hưởng được phước đức từ gia tộc. Tuy nhiên nếu trong đời bạn có làm nhiều điều phước đức thì có thể sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Trái lại nếu làm quá nhiều việc ác thì bị giảm kỷ. Tình duyên, tuổi Canh Tuất sanh vào những tháng này thì trong cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 5, 6 và 9 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 10, 11 và 12 âm lịch.
Còn nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Gia đạo, công danh, gia đạo yên hòa, công danh tuổi nhỏ ở vào trong mức độ bình thường của cuộc đời. Từ khoảng trung vận trở lên đường công danh mới hy vọng có thể được lên cao. Tiền bạc khá đầy đủ. Sự nghiệp vững chắc vào tuổi 36 trở đi và từ đó trở đi cuộc sống rất sung túc. Tuổi hợp cho làm ăn, nên lựa những tuổi này làm ăn thì có kết quả tốt đẹp về tiền bạc. Đó là những tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Vì đây là những tuổi rất hợp với tuổi bạn. Lựa chọn vợ chồng, kết duyên với những tuổi này thì được tốt phước, mọi sự đều được như ý. Đó là các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Đinh Mùi. Kết duyên với những tuổi này đời bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là các tuổi Ất Mão, Tân Dậu, Kỷ Dậu và Ất Tỵ. Kết hôn với những tuổi này bạn có thể bị nghèo khổ, làm ăn khó khăn. Đó là kết hôn với những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ. Đây là những tuổi khắc kỵ với tuổi của bạn về mọi mặt. Những năm này xung khắc tuổi không nên cưới vợ. Đó là những năm ở vào số tuổi 20, 26, 32, 38, 44 và 50. Sanh vào những tháng này, có phần sẽ có nhiều thê thiếp và có số đào hoa. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 12 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, làm ăn hay kết duyên với những tuổi này có thể sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly. Không nên kết duyên hay làm ăn. Đó là các tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu và Mậu Ngọ. Đây là những tuổi khắc kỵ với bạn về đường tài lộc mà còn khắc kỵ về cả mặt tình cảm nữa. Trong cuộc đời, kỵ nhất là gặp phải những tuổi đại kỵ. Như vậy nếu trong việc hôn nhân, nếu đã thương yêu nhau rồi sau mới biết là hai bên ở trong trường hợp tuổi khắc kỵ thì tốt hơn là nên âm thầm ăn ở với nhau. Tránh việc làm lễ lạc hôn phối linh đình, kỵ ra mắt hai họ, có như vậy thì mới có thể ở với nhau được trọn đời. Còn trong việc làm ăn, nhờ tránh kỵ hùng hạp hoặc hợp tác với người có tuổi khắc kỵ với mình. Trong gia tộc nếu gặp tuổi kỵ thì hàng năm phải coi theo sao hạn của từng người mà cúng sao giải hạn thì mới mong khỏi bị xung khắc. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Canh Tuất xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵng thì rất hợp cho sự làm ăn, cũng như mọi sự khác. Nên xuất hành đúng như trên thì có thể khỏi sợ bị thất bại. Người tuổi này thường nổi tiếng với sự trung thực, chân thành và luôn sống một cách ngay thẳng. Họ có khả năng duy trì sự hòa hợp trong mọi mối quan hệ, từ gia đình đến bạn bè và đồng nghiệp. Điều này làm cho người tuổi Canh Tuất trở thành một người bạn, người đồng hành đáng tin cậy trong mắt người khác. Tính cách độc lập, tự lực cánh sinh, người tuổi Canh Tuất không thích phụ thuộc vào bất kỳ ai. Với họ, cuộc sống cần được xây dựng dựa trên những nỗ lực và sự cống hiến cá nhân. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Họ không ngại lao vào công việc, sẵn sàng đối mặt với những trở ngại lớn nhỏ để đạt được mục tiêu của mình. Đặc biệt, với tính cách kiên nhẫn và quyết tâm cao, người tuổi Canh Tuất luôn tiến về phía trước, ngay cả khi mọi thứ dường như không thuận lợi. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Canh Tuất thường rất tinh tế và biết cách đối nhân xử thế. Họ không bao giờ hành động vội vã hay thiếu suy nghĩ, mà luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi việc mình làm. Điều này giúp họ duy trì được sự ổn định trong cuộc sống và tránh xa những rắc rối không cần thiết. Tính cách mạnh mẽ và tự chủ của họ không chỉ khiến họ có thể vượt qua khó khăn, mà còn giúp họ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, một cuộc sống gia đình yên ấm, hòa thuận. Trung thành và chân thành trong mối quan hệ. Điều đặc biệt hơn cả là sự trung thành và chân thành trong mối quan hệ của người tuổi Canh Tuất. Họ luôn trân trọng tình cảm và sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ những người thân yêu. Chính điều này khiến họ trở thành những người bạn đời, người đồng hành đáng tin cậy trong mắt mọi người. Trong công việc, họ cũng luôn giữ đúng lời hứa và không bao giờ phản bội lòng tin của người khác. Nhờ vậy, người tuổi Canh Tuất thường nhận được sự tín nhiệm cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Vận mệnh đang có những chuyển biến tích cực. Bước vào giai đoạn hiện tại, vận mệnh của người tuổi Canh Tuất đang có những dấu hiệu thay đổi tích cực. Sau nhiều năm cống hiến và nỗ lực không ngừng, những người sinh năm 1970 đang bắt đầu thu về quả ngọt từ những cố gắng đó. Về mặt tài lộc, đây là thời điểm họ có thể thấy sự gia tăng đáng kể về thu nhập. Những ai đang kinh doanh có thể đón nhận nhiều cơ hội phát triển, mở rộng quy mô và thu hút thêm khách hàng. Ngay cả những người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến, được cấp trên ghi nhận và trọng dụng. Ngoài tài lộc,
Sức khỏe cũng là một yếu tố quan trọng mà người tuổi Mậu cần chú ý trong giai đoạn này. Mặc dù có thể họ cảm thấy cơ thể vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng không nên chủ quan mà cần duy trì lối sống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, với những thay đổi của thời tiết trong các tháng cuối năm, cần lưu ý đến việc ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh các bệnh tật không đáng có. Tâm lý vững vàng và tinh thần lạc quan. Người tuổi Canh Tuất luôn giữ vững tinh thần lạc quan, ngay cả khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Họ tin rằng mọi thứ đều có cách giải quyết nếu biết kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Nhờ có tâm lý vững vàng, họ không dễ bị lôi kéo hay ảnh hưởng bởi những tiêu cực xung quanh. Điều này giúp họ luôn tiến bước một cách mạnh mẽ và không ngừng hoàn thiện bản thân. Với những người tuổi Canh Tuất, sự kiên định và niềm tin vào bản thân chính là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công. Người tuổi Canh Tuất còn được biết đến với tính cách cởi mở và thân thiện. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không cần nhận lại gì. Nhờ vậy, họ tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân, bằng khả năng giao tiếp tốt, họ dễ dàng kết nối với người khác và luôn để lại ấn tượng tích cực. Nhờ vậy, khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ, giúp vượt qua trở ngại và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tổng quan lại, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là những người có tính cách mạnh mẽ, kiên nhẫn và trung thành. Với vận mệnh đang có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt về mặt tài lộc và sức khỏe, họ đang tiến vào giai đoạn thịnh vượng trong cuộc sống. Tuy nhiên, cần chú ý duy trì sự ổn định trong mối quan hệ và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu mới. Đối với người tuổi Canh Tuất, thành công không chỉ đến từ sự may mắn, mà còn nhờ vào tinh thần không ngừng cố gắng và lòng trung thành, chân thành trong mọi việc. Dự đoán tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Từ nay đến Tết 2025 âm lịch, vận trình công danh và tài lộc của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực. Đây là thời điểm mà những nỗ lực trong suốt thời gian qua của bạn bắt đầu được đền đáp, tạo ra nhiều cơ hội tốt đẹp, không chỉ cho sự nghiệp mà còn về mặt tài chính. Vậy, hãy cùng đi sâu hơn vào từ từng khía cạnh để hiểu rõ hơn về những thuận lợi và thách thức đang chờ đón bạn. 1. Cơ hội trong công việc và sự nghiệp. Trong giai đoạn này, người tuổi Canh Tuất sẽ thấy rõ những tín hiệu khả quan trong công việc. Bạn đã và đang xây dựng một nền tảng vững chắc qua nhiều năm cống hiến và giờ đây, thành quả bắt đầu lộ diện. Nếu bạn làm trong môi trường công sở, đây là lúc cấp trên nhìn nhận rõ ràng về những đóng góp của bạn. Sự chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực trong công việc đã tạo ra sự tin tưởng lớn. Do đó, bạn có thể được giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, mang tính chiến lược hơn. Điều này không chỉ mở ra cơ hội thăng tiến mà còn giúp bạn khẳng định được giá trị bản thân trong tổ chức. Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong việc đầu tư, buôn bán, giai đoạn này mang lại vô số cơ hội. Với sự xuất hiện của các yếu tố thuận lợi từ vũ trụ, bạn sẽ gặp may mắn trong việc ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường hoặc tìm được những khách hàng và đối tác tiềm năng. Điều quan trọng là bạn cần phải chủ động hơn trong việc nắm bắt những cơ hội này. Không ngại thử sức với những lĩnh vực mới hoặc chiến lược kinh doanh sáng tạo. Đừng sợ thay đổi, bởi đây là lúc vận mệnh của bạn đang được hỗ trợ để tiến xa hơn. 2. Sự giúp đỡ từ quý nhân và vượt qua trở ngại. Trong giai đoạn này, quý nhân sẽ xuất hiện và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của bạn. Đối với những người làm kinh doanh, quý nhân có thể là những đối tác có uy tín, giúp bạn thúc đẩy các dự án lớn hoặc những người có quyền lực trong ngành, giúp bạn giải quyết các vấn đề phức tạp. Nhờ có quý nhân, nhiều khó khăn trước đây tưởng chừng như không thể giải quyết sẽ được tháo gỡ một cách dễ dàng. Đây chính là thời điểm bạn cần mở rộng mối quan hệ xã giao, giao lưu với những người có cùng chí hướng, từ đó tạo ra nền tảng vững chắc cho tương lai. Tuy nhiên, không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng. Trong suốt quá trình tiến tới thành công, bạn vẫn sẽ gặp phải những trở ngại, có thể là do sự cạnh tranh trong công việc hoặc do những khó khăn tài chính bất ngờ. Nhưng đừng lo lắng, vận may đang đứng về phía bạn và với sự giúp đỡ của quý nhân, bạn sẽ biến khó khăn thành cơ hội phát triển. Chỉ cần giữ vững tinh thần kiên định, luôn sẵn sàng đối mặt và không bỏ cuộc, mọi thử thách sẽ trở thành những bài học quý giá giúp bạn trưởng thành hơn. 3. Thời gian lý tưởng để mở rộng quy mô kinh doanh. Từ nay đến Tết âm lịch, đối với những người tuổi Canh Tuất đang kinh doanh, đây chính là thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô.
bạn sẽ cảm thấy mọi điều kiện đều thuận lợi hơn, từ dòng tiền đến nguồn nhân lực. Nếu trước đây bạn còn e dè, lo ngại về khả năng phát triển, thì giai đoạn này bạn sẽ thấy rõ rằng mọi thứ đã dần ổn định và bạn có thể bước thêm những bước tiến mới. Đây là lúc bạn nên tận dụng sự hỗ trợ của thị trường và quý nhân để phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến việc quản lý tài chính và nguồn lực. Dù đang có những thuận lợi lớn, việc thận trọng trong chi tiêu và đầu tư vẫn là điều cần thiết. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mở rộng, đặc biệt là khi có những yếu tố rủi ro về môi trường kinh doanh hoặc sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành của bạn. Nhưng nhìn chung, với sự sắp đặt thuận lợi của các sao chiếu mệnh, khả năng thành công của bạn trong việc mở rộng quy mô kinh doanh là rất cao. 4. Tài lộc dồi dào và sự thăng tiến. Về mặt tài lộc, từ nay đến Tết âm lịch, người tuổi Canh Tuất sẽ cảm nhận được sự thăng tiến rõ rệt. Các cơ hội về tài chính sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể là từ công việc chính hoặc các dự án đầu tư bên ngoài. Thu nhập sẽ tăng lên đều đặn và bạn có thể tích lũy một khoản tài sản đáng kể trong thời gian này. Đặc biệt, những người đang có ý định đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hoặc kinh doanh lớn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc sẽ đổ về một cách không ngờ. Đối với những người làm công việc ổn định, tài lộc cũng sẽ thăng tiến nhờ vào sự thăng chức hoặc tăng lương. Bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Đối với người tuổi Canh Tuất, đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt vật chất mà còn là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Bạn có thể sử dụng nguồn tài lộc dồi dào này để đầu tư vào những dự án dài hạn, xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai. Mặc dù tài lộc và sự nghiệp có nhiều dấu hiệu thăng hoa, người tuổi Canh Tuất cũng cần lưu ý một số điều quan trọng để tránh gặp phải những trở ngại không đáng có. Trong quá trình làm việc, hãy tránh xa những thị phi và mâu thuẫn không cần thiết. Có thể có những kẻ tiểu nhân ganh ghét, tìm cách cản trở bước tiến của bạn. Tuy nhiên, hãy bình tĩnh và xử lý mọi việc bằng sự khôn ngoan và bình tĩnh. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì sự ổn định trong công việc mà còn giúp bảo vệ danh tiếng của bản thân. Một yếu tố nữa cần chú ý chính là vấn đề quản lý tài chính. Dù thu nhập có tăng lên, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh xa những rủi ro không cần thiết. Đừng để bản thân rơi vào tình trạng tiêu pha quá đà, vì dù có tài lộc dồi dào, nếu không quản lý khéo léo, bạn vẫn có thể gặp phải những khó khăn không mong muốn. Tóm lại, từ nay đến Tết 2025 âm lịch là thời kỳ đầy triển vọng cho người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào và đặc biệt là sự giúp đỡ từ quý nhân. Tuy nhiên, đừng quên luôn duy trì sự tỉnh táo cẩn trọng trong mọi quyết định và luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức có thể xuất hiện. Khi bạn biết cách nắm bắt cơ hội và giữ vững tinh thần kiên định, không chỉ tài lộc mà cả sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến lớn, giúp cuộc sống ngày càng đủ đầy và thịnh vượng hơn. Cảnh báo về tiểu nhân và vận hạn cho quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất. Mặc dù vận mệnh và tài lộc của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc từ nay đến Tết âm lịch 2025, không thể phủ nhận rằng bạn cũng sẽ phải đối mặt với một số thách thức từ các sao hung tinh, đặc biệt là Thiên Cẩu. Những yếu tố này có thể tạo ra những biến động không mong muốn trong cuộc sống và công việc của bạn, và một trong số những khó khăn đáng kể chính là sự xuất hiện của tiểu nhân. 1. Tiểu nhân và thị phi. Tiểu nhân, với sự ganh ghét, đố kỵ có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, đặc biệt là trong môi trường công việc và kinh doanh. Những người này thường rình rập, chờ đợi cơ hội để gây rối phá hoại những thành quả mà bạn đã dày công xây dựng. Họ có thể là những kẻ không rõ mặt, lặng lẽ, ngấm ngầm tung ra những lời đồn đại không hay, tạo ra những hiểu lầm thị phi xung quanh bạn. Điều này có thể ảnh hưởng không chỉ đến danh tiếng cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống của bạn. Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là bạn phải luôn giữ tâm trí tỉnh táo, tránh để những lời đồn đại, những thông tin không có căn cứ làm ảnh hưởng đến tinh thần và quyết định của mình. Những lúc đối mặt với thị phi, điều tốt nhất bạn có thể làm là im lặng, bình tĩnh và để thời gian làm sáng tỏ sự thật. Người tuổi Canh Tuất vốn dĩ có tính cách chân thành, thẳng thắn, vì thế bạn không cần phải quá lo lắng về việc bị hiểu lầm lâu dài, vì sự trung thực của bạn sẽ dần được mọi người nhận ra. 2. Tránh đối đầu trực diện và giữ hòa khí. Trong công việc, việc đối đầu trực diện với tiểu nhân thường không phải là cách xử lý khôn ngoan. Khi bạn phát hiện có người cố tình gây khó khăn hoặc nói xấu sau lưng, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và xem xét vấn đề một cách khách quan.
Đối đầu trực diện hay phản ứng gay gắt sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp, thậm chí có thể đẩy bạn vào tình thế khó khăn hơn. Tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân có thêm lý do để công kích. Hãy luôn nhớ rằng, trong mọi tình huống, lắng nghe và thấu hiểu là chìa khóa để duy trì sự hòa khí. Khi bạn giữ được sự điềm tĩnh, bạn sẽ không chỉ bảo vệ được danh tiếng của mình, mà còn tạo được sự ủng hộ từ những người xung quanh, đồng nghiệp, cấp trên hay đối tác sẽ nhìn nhận bạn là người trưởng thành, khéo léo và biết cách xử lý tình huống. Đây chính là lợi thế giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn do tiểu nhân gây ra. 3. Cảnh giác với những lời mời gọi mạo hiểm. Một trong những chiêu trò của tiểu nhân trong giai đoạn này có thể là lợi dụng sự tin tưởng của bạn để đưa ra những lời mời gọi đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh không đáng tin cậy. Họ có thể tô vẽ những cơ hội đầy hấp dẫn nhưng ẩn chứa rất nhiều rủi ro phía sau. Chính vì vậy, khi đứng trước những quyết định lớn, đặc biệt là liên quan đến tài chính, bạn cần hết sức cẩn trọng, đừng để sự hấp dẫn của lợi nhuận làm mờ mắt mà hãy cân nhắc kỹ càng, tham khảo ý kiến từ những người thực sự đáng tin tưởng, người có kinh nghiệm để tránh bị lừa lọc. Đồng thời, khi bạn đang gặt hái được thành công và tài lộc thăng tiến, rất có thể có những người ganh ghét tìm cách hạ bệ. Họ có thể lan truyền những tin đồn xấu về bạn hoặc cố tình làm giảm uy tín của bạn trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Chính vì vậy, việc xây dựng một lá chắn bảo vệ bản thân bằng cách duy trì mối quan hệ tốt với mọi người, giữ cho các giao tiếp luôn minh bạch, rõ ràng là điều vô cùng quan trọng. 4. Kiểm soát cảm xúc. Tránh nóng nảy. Người tuổi Canh Tuất với bản tính thẳng thắn, nhiều khi không ngần ngại bày tỏ ý kiến và bảo vệ quan điểm cá nhân. Tuy nhiên trong giai đoạn bị tiểu nhân quấy rối, bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Một phản ứng nóng nảy, mất kiểm soát có thể biến bạn từ người đúng thành người sai, khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn làm việc trong môi trường có nhiều cạnh tranh, đối đầu. Thay vì tranh cãi, hãy cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề bằng sự ôn hòa. Bạn có thể không thay đổi được tiểu nhân, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách đối phó với họ. Như người xưa đã dạy, lấy nhu thắng cương, khi bạn không cho tiểu nhân cơ hội để gây mâu thuẫn, họ sẽ dần mất đi sức mạnh và không thể tiếp tục gây rối cho bạn. Từ đó, bạn giữ được tâm thế an nhiên, không bị xao động trước sóng gió và tiếp tục tiến bước trên con đường thành công của mình. 5. Tận dụng sức mạnh của mối quan hệ tích cực. Khi tiểu nhân xuất hiện, bên cạnh việc giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc, bạn cần chú trọng tới việc phát triển và duy trì các mối quan hệ tích cực. Đây là lúc bạn cần đến sự ủng hộ từ đồng nghiệp, cấp trên và những người thân thiết xung quanh. Họ chính là những người có thể bảo vệ và giúp bạn vượt qua khó khăn. Người tuổi Canh Tuất vốn dĩ là người rất biết cách tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, hãy tiếp tục củng cố những kết nối này, đặc biệt là với những người có sức ảnh hưởng trong công việc. Họ không chỉ giúp bạn chống lại các chiêu trò của tiểu nhân, mà còn tạo thêm động lực, đưa ra lời khuyên hữu ích để bạn đi đúng hướng. Điều này cũng tạo thêm niềm tin và sự ủng hộ từ tập thể, giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn do tiểu nhân gây ra. Tóm lại, trong khoảng thời gian từ nay đến Tết âm lịch 2025, dù có sự xuất hiện của hung tinh và tiểu nhân, người tuổi Canh Tuất vẫn có thể vượt qua nếu biết cách giữ bình tĩnh, ứng xử khôn ngoan và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Đừng để những trở ngại tạm thời này làm lu mờ thành công và nỗ lực của bạn. Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình, tận dụng sự giúp đỡ từ quý nhân và kiên trì với con đường mình đã chọn. Bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn để tiến tới thành công lớn hơn trong tương lai. Tài lộc và sức khỏe của người tuổi Canh Tuất từ nay đến Tết âm lịch 2025. Trong giai đoạn từ nay đến Tết 2025 âm lịch, sức khỏe và tài lộc của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 đang có những chuyển biến rất tích cực. Đây là thời điểm bạn sẽ cảm thấy cơ thể và tinh thần đều đạt trạng thái ổn định, giúp bạn đối diện với cuộc sống một cách hăng hái và tự tin. Tuy nhiên, việc duy trì và chăm sóc cả hai khía cạnh này vẫn vô cùng quan trọng, bởi những ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài vẫn có thể gây ra không ít tác động nếu bạn không chú ý. 1. Sức khỏe ổn định và năng lượng dồi dào. Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của người tuổi Canh Tuất tương đối ổn định, bạn sẽ cảm nhận được sự sảng khoái và dồi dào năng lượng trong từng hoạt động hàng ngày. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy cơ thể bạn đang đáp ứng tốt với nhịp sống và công việc. Tinh thần thoải mái, sức lực bền bỉ giúp bạn không ngại đối mặt với những thử thách. Nhờ có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nhiều người tuổi Canh Tuất có thể thấy được sự cải thiện rõ rệt trong sức khỏe,
cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, dù sức khỏe đang ổn định, không có nghĩa là bạn được phép chủ quan khi cơ thể cảm thấy mạnh mẽ và dồi dào năng lượng. Đây là lúc bạn nên tận dụng để thiết lập và duy trì các thói quen sống lành mạnh. Đặc biệt, với những người tuổi Canh Tuất đang bước vào giai đoạn trung niên, việc chú ý chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật là điều vô cùng cần thiết. Bạn nên duy trì việc khám sức khỏe định kỳ, theo dõi các dấu hiệu bất thường trong cơ thể và tránh làm việc quá sức. 2. Chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Một trong những yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe tốt là chế độ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Trong thời gian tới, bạn cần đặc biệt chú ý đến việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Hãy lựa chọn những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, tăng cường rau xanh và trái cây tươi trong khẩu phần ăn hàng ngày. Tránh xa những thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ hay quá nhiều đường, vì chúng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Cùng với việc ăn uống là chế độ nghỉ ngơi hợp lý, người tuổi Canh Tuất với tính cách luôn tận tâm và chăm chỉ, đôi khi dễ rơi vào tình trạng làm việc quá sức mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm, khi công việc gia tăng áp lực, bạn cần thiết lập thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, tránh để cơ thể rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Một giấc ngủ sâu và đủ giấc không chỉ giúp bạn tái tạo năng lượng mà còn giúp tinh thần luôn minh mẫn, sẵn sàng đón nhận thử thách mới. 3. Thể dục thể thao và rèn luyện thân thể. Song song với việc ăn uống và nghỉ ngơi, tập thể dục thể thao cũng là một phần không thể thiếu để duy trì sức khỏe bền vững. Người tuổi Canh Tuất dù đã bước qua tuổi trung niên nhưng vẫn cần duy trì thói quen vận động hàng ngày. Những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc bơi lội không chỉ giúp tăng cường sự dẻo dai mà còn giúp thư giãn tinh thần. Việc thường xuyên rèn luyện sẽ giúp hệ tuần hoàn và hô hấp hoạt động tốt hơn, phòng tránh các bệnh lý liên quan đến tim mạch hay xương khớp. Ngoài ra, việc tập thể dục còn giúp bạn duy trì một vóc dáng khỏe khoắn, tự tin hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, những hoạt động thể thao ngoài trời không chỉ mang lại lợi ích về thể chất mà còn giúp cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn. Đây chính là một trong những phương pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giúp bạn vượt qua áp lực công việc một cách nhẹ nhàng hơn. 4. Tài lộc thăng tiến và quản lý tài chính. Về phương diện tài lộc, người tuổi Canh Tuất đang ở trong giai đoạn thuận lợi, thu nhập có thể tăng lên đáng kể, những người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội phát triển, mở rộng quy mô hoặc ký kết được những hợp đồng lớn. Tài lộc sẽ đến không chỉ từ công việc chính mà còn từ những dự án, cơ hội từ bên ngoài. Những người làm công ăn lương cũng sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ vào sự chăm chỉ và những cống hiến bền bỉ trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về tài chính, việc quản lý tài lộc cũng cần được chú trọng. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn chưa nắm rõ. Đây là thời điểm bạn nên tập trung vào các khoản đầu tư an toàn, lâu dài và tránh xa những rủi ro không cần thiết. Những người tuổi Canh Tuất vốn có tính cách cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo, vì vậy hãy áp dụng điều này vào quản lý tài chính để tài lộc của bạn được bền vững và phát triển ổn định. 5. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cuối năm thường là thời điểm mà công việc có nhiều áp lực và nhu cầu phải hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, người tuổi Canh Tuất cần lưu ý rằng việc tập trung quá mức vào công việc mà quên đi cuộc sống cá nhân có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Việc cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình, bạn bè là điều rất quan trọng. Bạn nên dành thời gian thư giãn, tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng để tái tạo năng lượng, giúp bản thân luôn sảng khoái và tràn đầy sức sống. 6. Lời khuyên sức khỏe và tài lộc cho người tuổi Canh Tuất. Giai đoạn cuối năm là thời điểm mà người tuổi Canh Tuất có thể đạt được nhiều thành tựu, cả về tài lộc lẫn sức khỏe. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho bạn là luôn phải duy trì sự cân bằng. Không nên quá lao lực hay chạy theo tiền tài mà bỏ quên việc chăm sóc bản thân. Hãy chú trọng đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, thể dục và quản lý tài chính hợp lý. Khi bạn biết cách lắng nghe cơ thể và duy trì tinh thần lạc quan, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tình duyên và gia đạo của người tuổi Canh Tuất từ nay đến Tết âm lịch 2025. Trong thời gian từ nay đến Tết âm lịch 2025, phương diện tình cảm và gia đạo của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ có nhiều dấu hiệu tốt đẹp và ổn định. Đối với những người đã lập gia đình,
Giai đoạn này là thời kỳ yên ấm, hòa thuận. Mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái đều diễn ra thuận lợi. Không có nhiều bất đồng hay mâu thuẫn lớn. Sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau sẽ giúp gia đình bạn duy trì được sự gắn kết, giúp mọi người vượt qua các áp lực của cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần giữ khoảng cách với những mối quan hệ bên ngoài, tránh những hiểu lầm không đáng có, từ đó bảo vệ hạnh phúc gia đình. Với những người tuổi Canh Tuất còn độc thân, đây là khoảng thời gian bạn có thể gặp gỡ được những đối tác phù hợp nhờ vào sự tác động của tam hội cát tinh. Sự cởi mở và lạc quan của bạn trong giao tiếp sẽ giúp bạn thu hút được những mối quan hệ mới, mở ra nhiều cơ hội để phát triển tình cảm. Đừng ngần ngại tham gia các hoạt động xã hội, bởi đây có thể là chìa khóa để bạn tìm được người phù hợp với mình, dù bạn đang trong mối quan hệ lâu dài hay mới bắt đầu. Điều quan trọng nhất là luôn chân thành, lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Đây sẽ là yếu tố quyết định, giúp bạn xây dựng và duy trì được hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu và gia đình. Vận trình tử vi chi tiết của người tuổi Canh Tuất từ nay đến Tết âm lịch 2025. Từ nay đến Tết âm lịch 2025, vận trình của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hứa hẹn sẽ có nhiều sự phát triển đáng chú ý. Đặc biệt là trong các tháng cuối năm, nhìn chung, công việc và sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến thuận lợi và nhiều cơ hội mới mở ra. 1. Công việc và sự nghiệp thăng tiến. Trong các tháng cuối năm, nhất là tháng 11 và tháng 12 âm lịch, công việc của người tuổi Canh Tuất sẽ tiến triển một cách ổn định và có phần rực rỡ. Những dự án mà bạn đã đặt nền móng từ trước sẽ bắt đầu mang lại kết quả. Đây là thời điểm mà công sức của bạn được ghi nhận và bạn sẽ thấy rõ những thành quả từ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình. Nếu bạn đang làm việc trong môi trường công sở, khả năng thăng chức hoặc được giao phó những trọng trách mới là rất cao. Quý nhân sẽ xuất hiện để hỗ trợ bạn, giúp bạn khẳng định năng lực và vị thế của mình trong công ty. Với những người làm kinh doanh, giai đoạn này là cơ hội để mở rộng quy mô hoặc thử nghiệm những hướng đi mới trong chiến lược phát triển. Dòng chảy tài chính sẽ lưu thông một cách thuận lợi hơn và bạn có thể thu hút được thêm những đối tác, khách hàng tiềm năng. Điều này không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn củng cố vị thế của bạn trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. 2. Quý nhân phù trợ và cơ hội đột phá. Sự xuất hiện của quý nhân trong giai đoạn này đóng vai trò rất quan trọng. Họ sẽ không chỉ mang lại sự giúp đỡ kịp thời khi bạn đối mặt với những khó khăn mà còn mở ra những cơ hội bất ngờ. Những mối quan hệ xã giao mà bạn đã xây dựng từ trước sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ, tạo ra bước đệm để bạn tiến xa hơn. Có thể là sự hỗ trợ trong các hợp đồng quan trọng, sự giúp đỡ trong việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư hoặc đơn giản là lời khuyên sáng suốt giúp bạn tránh xa những rủi ro không đáng có. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn thử nghiệm những ý tưởng mới hoặc tìm cách để tạo ra sự đột phá trong công việc. Sự hỗ trợ của quý nhân sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ngay cả khi bạn gặp phải những thách thức ban đầu, hãy chủ động trong việc nắm bắt cơ hội, không ngại thay đổi hay thử thách bản thân với những mục tiêu cao hơn. 3. Tài lộc và nguồn thu nhập dồi dào. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Canh Tuất cũng có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt trong những tháng cuối năm. Tháng 12 âm lịch sẽ đặc biệt mang lại cho bạn nhiều may mắn về tài chính. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn có thể thu hoạch được kết quả từ những khoản đầu tư trước đó. Lợi nhuận tăng lên đáng kể và bạn sẽ có cơ hội để tái đầu tư hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của mình. Với những người làm công việc ổn định, lương thưởng sẽ có sự gia tăng, đặc biệt là dịp cuối năm. Những khoản tiền thưởng hoa hồng hay thậm chí là những cơ hội tài chính bất ngờ sẽ giúp bạn cải thiện thu nhập một cách đáng kể. Đây cũng là thời điểm bạn nên cân nhắc về việc sử dụng nguồn tài chính này một cách khôn ngoan, tích lũy cho tương lai hoặc đầu tư vào những lĩnh vực an toàn, mang lại lợi ích lâu dài. 4. Thận trọng với tiểu nhân và cạnh tranh. Mặc dù vận trình tài lộc và sự nghiệp của bạn đang thuận lợi, không thể phủ nhận rằng sẽ có những thách thức nhất về mặt tiểu nhân và sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc. Khi bạn bắt đầu gặt hái được thành công, sẽ có những người ganh ghét, tìm cách cản trở hoặc lan truyền những thông tin không đúng sự thật về bạn. Điều quan trọng là bạn phải giữ được bình tĩnh, không để bị lôi kéo vào những tranh chấp vô nghĩa. Hãy luôn giữ vững tinh thần, làm việc chăm chỉ và không để tiểu nhân gây ảnh hưởng đến tâm lý hay tiến độ công việc của mình. Trong công việc, sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi, nhưng nếu bạn giữ được sự sáng suốt và quyết tâm, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Đừng ngần ngại thử sức với những mục tiêu cao hơn, nhưng cũng cần thận trọng trong từng quyết định để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. 5.
lời khuyên cho người tuổi Canh Tuất từ nay đến Tết âm lịch. Nhìn chung, từ nay đến Tết âm lịch 2025 là thời gian mang lại nhiều cơ hội phát triển cho người tuổi Canh Tuất, cả về công việc và tài lộc. Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng, sự thành công không chỉ đến từ vận may, mà còn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và khả năng ứng phó khôn ngoan trước những thách thức. Hãy tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ quý nhân, mở rộng các mối quan hệ xã giao, đồng thời giữ cho tâm trí sáng suốt để nhận ra và nắm bắt cơ hội khi chúng xuất hiện. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tạo ra sự đột phá trong sự nghiệp và củng cố nền tảng tài chính cho bản thân và gia đình. Đừng quên duy trì tinh thần lạc quan, chăm sóc sức khỏe và quản lý tốt nguồn tài chính để đảm bảo một tương lai bền vững và ổn định. Cách hóa giải vận hạn cho người tuổi Canh Tuất từ nay đến Tết âm lịch 2025. Trong giai đoạn cuối năm, việc hóa giải những vận hạn tiềm ẩn là điều rất cần thiết đối với người tuổi Canh Tuất. Mặc dù bạn đang đón nhận nhiều vận may trong công việc và tài lộc, không thể phủ nhận rằng các yếu tố bất ngờ hoặc rủi ro vẫn có thể xảy ra. Chính vì thế, bạn cần thực hiện một số biện pháp phòng tránh để bảo vệ bản thân và gia đình. 1. Hạn chế mang theo tiền bạc và trang sức khi ra ngoài. Một trong những cách đơn giản nhất để tránh những rủi ro không đáng có chính là hạn chế mang theo nhiều tiền bạc, trang sức hoặc những vật có giá trị khi ra ngoài, đặc biệt là vào các dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng cao và các hoạt động xã hội cũng nhiều hơn. Việc này không chỉ giúp bạn tránh được tình trạng trộm cắp hay rủi ro cướp giật, mà còn giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi di chuyển, nhất là khi tham gia các sự kiện đông người. Khi ra ngoài vào ban đêm, bạn cũng nên chọn những trang phục đơn giản, không quá phô trương để tránh thu hút sự chú ý của kẻ xấu. Đồng thời, việc di chuyển vào các thời điểm có thời tiết không ổn định như trời mưa, sương mù cũng cần đặc biệt lưu ý để tránh gặp phải các tai nạn giao thông không mong muốn. 2. Kiểm soát chi tiêu và tránh tiêu pha quá đà. Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người gặp khó khăn về tài chính vào cuối năm là chi tiêu không kiểm soát, đặc biệt là trong các dịp lễ hội. Người tuổi Canh Tuất với tài lộc đang thăng tiến có thể dễ dàng rơi vào tình trạng tiêu pha quá tay vào những thú vui không cần thiết như mua sắm đồ xa xỉ, ăn uống tiệc tùng quá mức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn tài chính hiện tại mà còn có thể gây ra những khó khăn trong tương lai. Để tránh điều này, bạn nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hãy xác định rõ những khoản tiền cần sử dụng cho nhu cầu thiết yếu, đồng thời dành một phần để tiết kiệm hoặc đầu tư vào các dự án dài hạn. Điều này giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính và tránh được những khoản nợ không đáng có trong tương lai. 3. Tỉnh táo trong các giao dịch kinh doanh. Nếu bạn đang kinh doanh hoặc tham gia vào các hoạt động đầu tư, việc tỉnh táo và sáng suốt trong các quyết định tài chính là vô cùng quan trọng. Giai đoạn cuối năm thường là lúc thị trường có nhiều biến động, cùng với sự xuất hiện của những cơ hội kinh doanh mới. Tuy nhiên, không phải cơ hội nào cũng an toàn và mang lại lợi nhuận như mong muốn. Người tuổi Canh Tuất cần đặc biệt chú ý đến các giao dịch tài chính lớn, tránh bị lôi kéo bởi những lời mời gọi đầu tư rủi ro cao hoặc quá hứa hẹn. Hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ càng và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hoặc những người bạn tin tưởng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Điều này sẽ giúp bạn tránh được việc mất mát tài chính hoặc bị lợi dụng trong các thương vụ không rõ ràng. 4. Cẩn trọng trong mối quan hệ xã hội. Một yếu tố khác mà người tuổi Canh Tuất cần lưu ý để tránh vận hạn là cẩn trọng trong các mối quan hệ xã hội. Mặc dù quý nhân sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn, nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những kẻ tiểu nhân đang rình rập, chờ đợi cơ hội để gây hại. Những người này có thể xuất hiện dưới hình thức bạn bè, đối tác, nhưng lại mang theo những ý định không tốt, như muốn thao túng tài chính hoặc làm suy yếu danh tiếng của bạn. Do đó, trong mọi cuộc giao dịch hoặc hợp tác, bạn cần giữ thái độ tỉnh táo, không dễ dàng tin tưởng người khác một cách mù quáng. Hãy luôn duy trì sự chuyên nghiệp và rõ ràng trong các thỏa thuận và đừng để bất kỳ ai lấn át hoặc thao túng bạn. 5. Tăng cường các biện pháp phong thủy. Ngoài những biện pháp thực tế, bạn cũng có thể áp dụng thêm các biện pháp phong thủy để tăng cường sự bảo vệ và thu hút may mắn. Một số vật phẩm phong thủy như vòng tay đá quý, đồng tiền phong thủy hoặc biểu tượng tam hợp có thể giúp hóa giải vận hạn, mang lại sự cân bằng và an lành cho bạn. Đặt những vật phẩm này ở nơi làm việc hoặc mang theo bên mình sẽ giúp tăng cường vận khí, tránh xa những rủi ro tiềm ẩn. Tóm lại, để hóa giải những vận hạn tiềm tàng từ nay đến Tết âm lịch 2025, người tuổi Canh Tuất cần chú trọng đến việc bảo vệ tài sản, quản lý tài chính khôn ngoan,
cẩn trọng trong các mối quan hệ xã hội và luôn tỉnh táo trong các quyết định đầu tư. Cùng với đó, việc áp dụng một số biện pháp phong thủy sẽ giúp bạn thu hút thêm vận may, đồng thời giảm thiểu các rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Thưa quý vị, biết đủ là hạnh phúc, và đây là một triết lý mà người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cần ghi nhớ trong cuộc sống. Trong hành trình hướng đến sự thành công, chúng ta dễ bị cuốn vào dòng xoáy của công việc, tham vọng và những mong muốn không ngừng. Nhưng đôi khi, điều quan trọng không phải là chúng ta có được bao nhiêu, mà là chúng ta biết hài lòng với những gì mình đang có. Người tuổi Canh Tuất là những người chăm chỉ, luôn tận tâm với công việc, nhưng đôi khi bạn cũng cần dừng lại để nhìn nhận và đánh giá lại bản thân. Cuộc sống không chỉ xoay quanh sự nghiệp hay tiền bạc, mà còn là sự hòa hợp trong gia đình, niềm vui từ những mối quan hệ và những khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn. Khi bạn biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, biết yêu thương bản thân và người xung quanh, bạn sẽ tìm thấy sự thanh thản và an nhiên. 1. Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Người tuổi Canh Tuất nên nhớ rằng, thành công không chỉ đến từ làm việc chăm chỉ, mà còn phụ thuộc vào việc bạn có biết cách nghỉ ngơi đúng lúc hay không. Nếu bạn chỉ chạy theo những mục tiêu mà bỏ quên sức khỏe và tinh thần, thì sự mệt mỏi sẽ nhanh chóng xâm chiếm cuộc sống của bạn. Việc nghỉ ngơi hợp lý giúp bạn tái tạo năng lượng, duy trì sự sáng tạo và hiệu quả trong công việc. Hãy dành thời gian cho bản thân và những người thân yêu, bởi đó mới chính là nguồn động lực bền vững nhất trong cuộc sống. 2. Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Trong thời đại hiện nay, chúng ta thường bị áp lực phải đạt được nhiều thành tựu hơn, tiến nhanh hơn và vượt qua mọi người xung quanh. Nhưng sự thật là sống chậm lại đôi khi lại mang đến cho bạn sự an lạc và niềm vui lâu dài hơn. Hãy dành thời gian để yêu thương nhiều hơn. Không chỉ yêu thương người khác mà còn yêu thương chính bản thân mình. Khi bạn trân trọng những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không xa xôi như bạn nghĩ. Nó luôn hiện diện xung quanh bạn, trong những điều nhỏ bé và giản đơn. 3. Biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Cuộc sống của người tuổi Canh Tuất sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi bạn biết cảm ơn và trân trọng những gì mình đã và đang có. Không phải ai cũng có được sức khỏe, tình cảm gia đình ấm áp và sự nghiệp ổn định như bạn. Chính vì thế, việc dành thời gian để suy ngẫm, biết ơn và học cách sống tích cực sẽ giúp bạn duy trì sự hài lòng và hạnh phúc lâu dài. Đừng mãi theo đuổi những điều xa vời mà quên mất những giá trị hiện tại, bởi đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là sự bình yên trong tâm hồn. Cuối cùng, triết lý biết đủ là hạnh phúc không chỉ là lời nhắc nhở dành cho người tuổi Canh Tuất, mà còn là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Hãy làm việc với sự nỗ lực, nhưng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi, yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Khi bạn sống với lòng biết ơn và luôn duy trì sự cân bằng, bạn sẽ tìm thấy sự thanh thản và bình yên trong cuộc sống. Xin chúc người tuổi Canh Tuất một cuộc sống an lạc, thành công và hạnh phúc. Đừng quên rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ việc bạn có gì, mà còn từ việc bạn trân trọng những gì mình đang có. Chúc bạn luôn an nhiên và tự tại trên hành trình của mình. Cuối cùng, xin chúc quý vị tuổi Canh Tuất có một cuộc sống thịnh vượng, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc viên mãn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi phong thủy từ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.